Khi Hoa hậu Việt tham gia đóng phim, Mai Phương Thúy một phát ăn ngay. Dạ, chị Lê ơi, bây giờ em phải làm sao hả chị? Lạc miệng quá, em chịu không nổi. Minh Tú không được đánh giá cao về diễn xuất. Hờ Henie, năm 78 phát đạn của kẻ điên là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Hờ Henie tham gia diễn xuất. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 đã đầu tư rèn luyện để có thể thực hiện tốt các cảnh hành động. Dù là sức hút của bộ phim, thế nhưng đất diện của nàng hậu trong năm 78 tương đối hạn chế. Hờ Henie chỉ có mặt ngắn ngủi trong một số phân đoạn, các cảnh hành động lẫn thần thái đều được đánh giá tốt, nhưng thời lượng ngắn khiến cô chưa thể thuyết phục khán giả hoàn toàn. Đài từ của người đẹp cũng là một điểm được cho là cần cải thiện nếu muốn phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này. Tiểu Vy, nàng hậu sinh năm 2000 cũng thu hút truyền thông thời gian qua khi cùng lúc đóng vai chính trong phim điện ảnh Đảo Độc Đắc và series web drama Chủ tịch Giao Hàng. Tuy vẫn là cái tên mới trong lĩnh vực này, nhưng Tiểu Phi đã may mắn có nhiều cơ hội trong cùng thời điểm. Còn cần phải trau dồi thêm nhiều về năng lực diễn xuất, song Tiểu Phi đã được đánh giá cao bởi khả năng chịu khó chăm chỉ học hỏi. Tinh thần làm việc này cũng khiến người hâm mộ tin rằng cô nàng có thể tiến xa hơn trong tương lai. Sam từng chia sẻ với Lao Động về nàng hậu: "So với nhiều bạn trong nghề, Vi chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa từng tham gia diễn xuất, nhưng qua vai diễn tôi thấy Vi tiến bộ hơn rất nhiều. Vi luôn cố gắng học hỏi và trước một cảnh quay nào đó, Vi luôn hỏi các anh chị trong đoàn xem cảnh này nên diễn như thế nào, diễn vậy được chưa?" Khánh Vân. Khánh Vân lại không phải là tay ngang bởi cô đã trải qua quá trình đào tạo bài bản về diễn xuất ở trường sân khấu điện ảnh. Trước cả khi đăng quang Hoa hậu, cô đã tham gia rất nhiều phim như Trại Cá Sấu, Hiếu Gia Nhà Nghèo, Một Chàng Ba Nàng, Sài Gòn Không Lỗi Hẹn, v.v. Dù cơ hội thể hiện rất nhiều nhưng qua các dự án, Khánh Vân chưa thể thuyết phục khán giả. Các vai diễn của cô vẫn khá nhạt nhòa, chủ yếu chỉ để lại thiện cảm nhờ sự đáng yêu chân thành. Quang Trung từng nhận xét về đàn em: "Ngày trước mình quay chung với nhau, mãi đến bây giờ khi nhớ về em, những gì nhảy ra ngay trong đầu anh là một cô bé thật thà, ngây ngô, ngốc nghếch một cách đáng yêu." Mai Phương Thúy. Nói đến hoa hậu đóng phim, chắc hẳn Mai Phương Thúy là cái tên không thể kể thiếu. Tuy gia tài phim ảnh chỉ có duy nhất một vai diễn trong phim Âm Tính, nhưng cô nàng lại được đánh giá cao. Cô được khen có lối diễn chân thật, cách chọn nhân vật cũng mang tính đột phá, không đi vào lối mòn mà nhiều người đẹp ưa thích. Trong phim Hoa hậu Việt Nam 2006, vào vai một nữ sinh có lối sống sa đọa, vướng tệ nạn, những cảnh quay nhạy cảm, hình ảnh nhân vật xấu xí nhấp nháp được cô thể hiện chân thật. Một vai diễn có tính giáo dục răn đe, mang đến thông điệp nhân văn cho thế hệ trẻ, cũng là điều giúp Mai Phương Thúy tạo được thiện cảm lớn. Hoa hậu Thùy Lâm. Hoa hậu Thùy Lâm là quán quân của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2008. Sau đó, nàng hậu tiếp tục đại diện nước nhà chinh phục cuộc thi Miss Universe 2008 và lọt vào top 15 chung cuộc. Cùng năm đó, cô từng tham gia diễn xuất trong phim Kiều Nữ và Đại Gia. Đây là một bộ phim truyền hình đình đám lúc bấy giờ và được rất nhiều khán giả yêu thích. Trước khi trở thành hoa hậu của cuộc thi lớn nhất nhì Việt Nam, Thùy Lâm từng là diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp. Chiếc vương miện khiến con đường sự nghiệp của cô ngày càng thăng tiến. Tuy nhiên, cô không chọn phát triển sự nghiệp thêm mà hoạt động kín tiếng hơn. Sau đó, người đẹp kết hôn và có hai con. Kể từ khi lên xe hoa, cô rút khỏi showbiz để tập trung lo cho gia đình. Hoa hậu Minh Tú. Minh Tú là người đẹp có hoạt động nghệ thuật năng nổ nhất nhì showbiz Việt, nổi tiếng với tính cách hài hước, thẳng thắn và trượng nghĩa. Cô nàng được rất nhiều khán giả yêu mến. Năm 2018, người đẹp đạt danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á và trở thành một trong những hoa hậu quốc tế đến từ Việt Nam. Minh Tú bén duyên điện ảnh qua bộ phim Người Tình, đóng cùng với nam diễn viên siêu mẫu Đức Hải. Nhưng bộ phim nằm kho đến tận hơn 5 năm. Tuy nhiên, phim mới của người đẹp sinh năm 1991 bị đánh giá là có quá nhiều cảnh thân mật. Khán giả bày tỏ họ khá ngượng ngùng khi theo dõi Người Tình vì xuyên suốt bộ phim có nhiều cảnh thân mật. Bên cạnh đó, tác phẩm thứ hai của Minh Tú là Hoa hậu Giang Hồ cũng không được đánh giá cao về nội dung và diễn xuất. Diễn xuất là một lĩnh vực được nhiều hoa hậu Việt yêu thích và theo đuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp trời phú, các nàng hậu cũng sẽ được lợi thế hơn. Dù vậy, không phải bất kỳ ai theo đuổi diễn xuất cũng sẽ đạt được thành tựu.